Chào các bạn, chào buổi sáng. Chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Các bạn ơi, hôm nay mình chia sẻ với các bạn nấu rau câu, cách nấu rau câu sơn thủy nha. Sơn thủy kiểu này cũng lạ lắm, làm nhanh các bạn. Ở đây là mình có hai gói rau câu nè. Mình thích ăn rau câu Thái, rau câu con cá 25g, người ta khuyến cáo mình là nấu từ 2 đến 3 lít nước các bạn, nhưng mà mình nấu 2 lít thôi. Đây là rau câu dẻo nha, 12g. Thì hai bịch này mình cho là 2 lít rưỡi nước thôi, vừa ăn nhất. Hôm trước mình nấu 2 lít thì nó hơi cứng các bạn. Mình nấu mình thích, không có thích là nó mềm quá, cũng không thích cứng quá. Thì hai gói này 2 lít rưỡi là được ha. Thì mình đổ vô đây 1 lít nước nè. Đổ đây 1 lít nước trước nè. Mình bỏ vô đây là 250g đường, mà mình nấu đường phèn nó không có ngọt lắm nha các bạn. Nó không ngọt thì mình dằn thêm 2g muối nữa thôi, không có dằn muối nhiều. Hai cái gói này bây giờ chúng ta cắt ra, chúng ta cắt hai cái gói rau câu này ra các bạn. Chúng ta cắt hai gói rau câu này ra nha. Chúng ta trộn chung chung nó lại với nhau. Rau câu dẻo thì nó khó lòng ở chỗ là nó màu đồng lắm các bạn, mà nó hay vón cục. Mình làm nó không thì nó dễ vón cục. Bây giờ mình trộn cho thật đều nha. Cộng với 1 lít nước và 250g đường phèn mình bỏ vô trước rồi đó. Bỏ vô cho nó tan nha các bạn. Một lát nó cũng tan hết à. Mình quậy một lát nó cũng tan hết à. Ở đây là mình có là nước lá cẩm nửa lít, nước lá dứa nửa lít, nước cốt dừa nửa lít nha. Và hai cái ống này một lát mình cho vô nước cốt dừa nha các bạn. Rồi bây giờ mình bỏ vô từ từ, một tay bỏ một tay quậy. Chúng ta rắc này nè các bạn, chứ không có bỏ một lần được. Bỏ một lần thì rau câu kia sợ nó vón cục. Mình làm một lượt vậy, lát mình phân ra các bạn, tại vì mình có định lượng rồi. Cái giá to của mình là 10 giá nó vô nửa lít á, mình làm thử rồi thì nó có đường vô đây nó cũng tăng thể tích một chút xíu à, nó không có tăng nhiều đâu, tăng chừng 2 giá như vậy. Mình làm có 200g đường đó, các bạn cứ quậy đều như vậy ra nè. Quậy hết rau câu này thì đường nó cũng tan rồi. Nó tan chúng ta bắt lên chúng ta nấu. Để nửa tiếng rồi bắt lên nấu nha các bạn. Mình làm như vậy thì rau câu nó không có ra nước. Để đây ngâm nửa tiếng đi. Có người ta ngâm mấy tiếng đồng hồ luôn á. Đây là cái công thức mới của mình. Một gói này, một gói kia đó, 2 lít rưỡi nước đó. Mình ăn rồi mình trải nghiệm, mình rút kinh nghiệm các bạn ơi. Rải vô đằng cho nó tan. Nó tan hết rồi. Nó không chịu một mình đâu nha càng. Một mình nó mà không pha với đường là nó bị quán cục liền á. Rồi chúng ta để cho nó nghỉ đi, rồi chúng ta bắt lên chúng ta nấu. Nấu rồi phân ra làm ba. Phân ra làm ba. Nấu trở lại nha các bạn. Chúng ta nấu cái này cho sôi đi. Rồi cho trong. Rồi phân ra làm ba thì một lát cái này chúng ta nấu nhanh nè. Chứ nếu mà lá dứa với lá cẩm mà nấu lâu thì nó sẽ xỉn màu nha các bạn. Xỉn màu thì nó không đẹp mà nó không bổ. Cái này là 1 lít nước hồi nãy mình pha nè các bạn. Mình phải quậy đều, chứ mình không quậy đều là nó dễ khét nha các bạn. Bây giờ mình phân ra làm ba. Hồi nãy là mình tính là 10 giá như vậy là nửa lít. Bây giờ ở trong đây 1 lít nước mà mình phân ra làm ba thì 20 giá đó các bạn.
20 giá với lại đường là cho 22 giá đi, còn 2 giá đường đó thì mình để cho nó cạn đi ha. Bây giờ mình đổ qua đây là mỗi một phần vậy là 6 giá nè. 6 giá rưỡi. 1 2 3 4 5 6 giá nha các bạn. Miếng nữa. Rồi qua bên đây cũng 6 giá nè. 1 2 6 3 18 3 4 5 6 6 giá rưỡi đi các bạn ha. Mình trừ hao cái nấu mà nó bị cạn đó. Rồi còn cái phần còn lại nè. Phần còn lại mình đổ nước dừa vô. Đó. Thì mình chia làm 3 đó các bạn. Vậy cho nó dễ. Đổ nước dừa vô nấu luôn nha. Mình ăn ít ngọt. Thành ra mình bỏ đường là 1 lít nước nè. 1 lít nước là 100 gram đường phèn cộng thêm muối nha các bạn. Cái này nó gặp nó lạnh là nó bị ấy liền. Nó gặp nguội là nó ván liền nè. Cái đó là cái rau câu dẻo nó dễ vậy đó các bạn. Nó nguội là nó ván liền chứ nó không có, nó không phải như rau câu kia. Bắt lên nè. Nấu nha, nấu nó sôi rồi bắt từng tự mấy cái kia nấu nấu tiếp vậy đó. Thì mình bây giờ chúng ta đổ nó vô cái khuôn này nha các bạn. Chúng ta lấy cái ly nè. Chúng ta đẩy lên. Bắt đầu thôi. À, mình đổ rau câu sơn thủy kiểu lười các bạn ơi. Nhưng mà cái vân nó cũng đẹp lắm. Tại vì nó chảy từ cái ly này chảy xuống là nó đã nguội rồi đó. Rau câu sơn thủy nha các bạn. Tiếp tục nha các bạn.
tiếp tục đổ nha các bạn. Đây là cách đổ rau câu sơn thủy dễ nhất nha các bạn. Dễ nhất rồi các bạn, cứ đổ ngay chính giữa là nó chảy xuống thôi, đổ liên tục. Không cần canh gì hết. Mình làm màu lá cẩm, lá dứa và nước dừa đó các bạn. Mà lá dứa của mình hơi đậm màu nha. Bây giờ chúng ta đổ xong rồi chúng ta lấy cái ly lên nha các bạn. Cái ly nó trơn quá. Lấy cái ly ra. Bên đây cũng vậy. Rồi chúng ta để nguội chúng ta sắc thôi. Rau câu sơn thủy đây. Các bạn ơi, hôm nay thèm trà sữa rồi, mình làm trà sữa nha các bạn. Ở đây thì mình có đổ một ít rau câu, lá dứa nè. Như vậy thì nó cũng hơi đậm màu đó các bạn, tại vì lá dứa không có vô sữa với dừa là nó đậm vậy nè. Mình cắt ra nha. Thì cái này thì dễ thôi, rau câu dẻo đó một ít, rau câu giòn một ít. Ai thích ăn rau câu dẻo thì ăn. Còn đây là lá cẩm. Trà sữa này topping đi lạ nha các bạn, cho nó vui vui. Nhưng mà mình ăn những cái thứ rau này như lá dứa, lá cẩm đều là tốt cho sức khỏe hết. Đây là nước cốt dừa nè. Bây giờ mình cắt nha, cắt hạt lựu ra nha các bạn. Hạt lựu ra. Mình xiên thì mình cắt như vậy, còn mình không xiên thì mình cắt dao cũng được nha các bạn. Cắt như vậy thì thấy nó dễ thương hơn, mình ăn bằng mắt trước. Ăn theo kiểu Nhật các bạn. Nhật người ta ăn bằng mắt trước. Ta làm đẹp trước cái đã rồi ăn sau à. Rồi các bạn xắt hạt lựu lại nha. Trà sữa thì có topping đi theo nó mới ngon các bạn ơi, chứ không phải là trà với sữa không là ít ai thích lắm. Cái này là đường nó bị khét nè. Các bạn xắt ra nha. Xắt ra hết những cái này đi rồi chúng ta làm sao. Các bạn ơi, bây giờ nó đông rồi nè các bạn. Mình nấu như vậy là nó vừa nha các bạn, nó không có cứng mà nó không có mềm lắm. Rất là đẹp luôn các bạn, rất là đẹp luôn, để mình chụp hình nha. Chúng ta cắt ra nha các bạn, tại vì cái đường này nó đi xéo như vậy nè, nó đi xéo như vậy chúng ta cắt xéo nha. Coi nó ra như thế nào. Chúng ta cắt xéo nha các bạn. Đổ như vậy mà nó ra như thế nào. Ở dưới này thì nó ra vậy đó.
Nó làm vậy nè các bạn, mà màu đỏ mình đi ít quá. Rất là đẹp luôn ha. Nó như thế này nè các bạn. Màu lá dứa mình làm nó hơi đậm nha các bạn, bởi vì mình xay nó hơi đậm. Chào các bạn nha.